Xin chào tất cả mọi người đang xem video và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Khu Vườn Thú Vị. Đây là cây hoa lan thiên nga đen sau khoảng thời gian chơi hoa, và bây giờ cây thiên nga đen này nó đã bị rụng hết lá tại vì nó đã bị nhiễm nấm ở giá thể và bộ rễ nó đã bị hư. Và nội dung của video này mình sẽ trồng lại cây thiên nga đen này. Bước đầu tiên mình sẽ tháo bỏ cái chậu nhựa cũ và thay thế toàn bộ vỏ thông. Và cây thiên nga đen này của mình đã bị nhiễm nấm rất là nặng, và nấm này thường các loại như là nấm móc trứng cá và các loại nấm móc khác, nó gây hại cho bộ rễ, làm cho bộ rễ không hấp thu được các chất dinh dưỡng và làm cho cây đã bị rụng hết lá. Và các loại nấm này rất là nguy hiểm, nó có thể lây cho các loại phong lan khác. Như mọi người đang thấy trên video thì các loại nấm này nó đã bám vào trong các vỏ thông và nó sẽ hút trực tiếp các chất dinh dưỡng ở trong rễ, làm cho rễ nó bị hư đi. Và để xử lý thì mình sẽ loại bỏ toàn bộ phần rễ và phần giá thể này bằng cách đó là mình sẽ sử dụng kéo và mình sẽ cắt bỏ toàn bộ phần rễ của cây. Sử dụng kéo để cắt bỏ toàn bộ phần rễ cây bị bệnh. Và nên nhớ rằng kéo khi sử dụng còn phải được xử lý bằng cồn hoặc là bằng oxy già để giúp sát khuẩn, làm cho cây nó không bị nhiễm các loại virus hoặc là các loại vi khuẩn nó sẽ tấn công vào và làm cho cây thêm bị nhiễm bệnh. Và kéo của mình trước khi sử dụng để cắt toàn bộ rễ này, mình đã xử lý qua oxy già. Sau khi đã xử lý toàn bộ phần giá thể và phần rễ đã bị nhiễm bệnh thì mình sẽ tiến hành kích rễ lại cho cây lan thiên nga đen này bằng cách đó là mình sẽ sử dụng chiếc ly nhựa này. Mình tiến hành chế một ít nước vào đây. Mình đặt cây lan vào sao cho phần rễ nó sẽ hướng lên trên và phần ngọn nó sẽ hướng xuống dưới, cho nên mình sẽ tận dụng một chiếc ống nhựa để làm phần cản lại. Và khi đặt lưu ý rằng phần ngọn của cây chỉ ở sát mặt nước, không cho chạm vào nước. Mình sẽ sử dụng một ít chất kích thích ra rễ và nó sẽ giúp cho cây hoa lan sẽ nhanh chóng ra rễ từ 5 đến 7 ngày. Và sản phẩm này mình dùng chỉ khoảng 5 giọt. Với 5 giọt chất kích rễ, mình sẽ pha thêm 300ml nước. Mình phun thật đậm lên trên cây lan thiên nga này và đặt cây ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Và sau khoảng 7 đến 10 ngày thì mình sẽ up video mới nhất khi cây đã ra rễ lên mọi người cùng xem. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và mọi người có thể nhấn đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video. Và nội dung của video ngày hôm nay, mình chia sẻ cách để xử lý những cây lan hồ điệp đã bị vàng lá và loại bỏ những chiếc lá vàng này và giúp cho những cây lan hồ điệp nó có thể ra thêm nhiều rễ mới. Và đây là một cây lan hồ điệp đang bị vàng lá vì nhiều nguyên nhân. Ngoài ra, rễ của nó cũng rất là khô. Và mình sẽ tiến hành loại bỏ những chiếc lá vàng này. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho cây lan hồ điệp sẽ bị vàng lá, như là bị nhiễm nấm bệnh hoặc là bị thối rễ. Và cây lan hồ điệp của mình nó đang bị vàng lá này là vàng lá sinh lý. Có nghĩa là khi mình ghép nó vào trong khúc gỗ, hàm lượng nước nó hút không đủ và cây nó sẽ tự làm rụng đi những chiếc lá chân để nó sẽ bảo vệ và phát triển ra những rễ mới. Những chiếc lá vàng là nơi tập trung rất là nhiều các loại nấm bệnh và các loại vi khuẩn gây hại cho cây. Cho nên mình cần phải loại bỏ những chiếc lá vàng này ra khỏi cây và loại bỏ hoàn toàn phần gốc của chúng. Cho nên mình đã sử dụng một chiếc kẹp nhỏ để tránh tổn thương đến những rễ đang mới ra. Mình sẽ sử dụng chiếc kẹp và xử lý những chiếc lá vàng. Sử dụng một chiếc kẹp nhỏ hoặc là một cái nhíp, mình sẽ tách những cái góc đang bị vàng lá là nơi ẩn chứa những loại sâu bệnh. Và mình sẽ làm cẩn thận, tránh tổn thương đến những đầu rễ đang mới ra. Ở những nơi đang tập trung nhiều loại vi khuẩn và nấm bệnh như thế này, khi mọi người tưới nước lên, nước nó sẽ làm rã hữu cơ và nó sẽ giúp cho các loại vi sinh vật nó sẽ phát triển. Nếu cây bị đang bị tổn thương thì nó dễ dàng xâm nhập vào cây. Và mọi người đang thấy, đây là một chiếc rễ nó đã ra trong kẽ của những chiếc lá vàng và nó đã bị nhiễm các loại nấm bệnh, cho nên nó đã bị nhăn đầu rễ và nó không phát triển được nữa. Và mình sẽ khui nó ra khỏi cái kẽ lá này và mình sẽ xử lý để giúp nó tiếp tục phát triển. Đối với những rễ nó đã bị khô, mình sẽ tiến hành dùng kéo và cắt bỏ hoàn toàn vì nó không còn giá trị để hút chất dinh dưỡng của cây nữa. Và đương nhiên, mình sẽ giữ lại những chiếc rễ còn xanh. Mình sẽ dùng một lá nha đam để xử lý cho những cái lan hồ điệp đang bị vàng lá. Và mình sẽ cắt bỏ hai bên gai của lá nha đam này. Cắt bỏ luôn phần vỏ của lá nha đam. Sử dụng thịt lá nha đam, mình sẽ bôi vào những chỗ cây lan hồ điệp đang bị vàng lá. Lá nha đam có hiệu quả sát khuẩn rất là tốt đối với cây hoa lan. Và đặc biệt có rất là nhiều các nhóm vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, các carotene và nhiều các hormone sẽ giúp cho cây hoa lan khi mình sử dụng nha đam. Nó sẽ ra thêm nhiều rễ mới và nó sẽ loại bỏ những loại vi khuẩn, những loại nấm bệnh bằng cách mình sẽ sử dụng lá nha đam và bôi trực tiếp lên trên những vết thương. Và mình sẽ bôi trực tiếp lên trên phần rễ cây để giúp cho cây nó sẽ hấp thu trực tiếp các dưỡng chất trong lá. Và nó sẽ giúp cho cây loại bỏ các loại nấm bệnh và các loại vi khuẩn có hại.
Đối với phần lá cây hoa lan, khi rễ chưa có thì lá của nó sẽ bị teo tóp, cho nên mình sẽ sử dụng lá nha đam để bôi trực tiếp lên trên những chiếc lá. Cây hoa lan hồ điệp ngoài cách hấp thu chất dinh dưỡng bằng rễ, đối với cây còn hấp thu trực tiếp qua lá, cho nên việc mình sử dụng nha đam để bôi trực tiếp trên lá cũng một góp phần giúp cho cây nó sẽ hấp thu các chất dinh dưỡng, các vitamin nhóm B12, và nó sẽ bổ sung thêm nước để giúp cho cây nó sẽ căng bóng và nó sẽ không bị héo nữa. Cũng là một cách để loại bỏ những loại vi khuẩn và các loại nấm bệnh ở trên cây. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký để xem thêm những video tiếp theo của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đang xem video và chào mừng tất cả mọi người đã đến với khu vườn của nhà vợ mình. Và đây là hoa của cây thanh long, nó đang chuẩn bị cho quả. Và mình chia sẻ một số lý do nên trồng thanh long ở tại khu vườn của nhà mọi người. Và nội dung của video này chỉ mang tính chất tham khảo và những lý do mình thấy hợp lý với mình, mọi người có thể xem hoặc là có thể trồng theo. Và lý do đầu tiên là khi trồng thanh long này rất là đơn giản. Chỉ cần một nhánh thanh long đã trưởng thành và cắm xuống đất khoảng 2 đến 3 năm thì có thể phát triển ra được như thế này. Và nhánh thanh long có thể khai thác từ những thân đã trưởng thành hoặc là mua các vựa bán cây công nghiệp. Còn nếu sử dụng từ hạt để ươm mầm lên thì rất là lâu, cho nên thông thường thì sẽ sử dụng lại từ các thân già đã trưởng thành. Lý do thứ hai là cây thanh long nó sẽ khi cho hoa thì nó sẽ tự thụ phấn, tại vì trên hoa của thanh long nó gồm có cả nhụy và nhụy, khi đó nó sẽ tự thụ phấn cho nó và không cần phải thông qua các yếu tố khác. Và hoa nó mình có thể thấy rất là to và gồm có nhụy và nhụy này. Đây là một cách cũng rất là hay của chính cây đây. Lý do thứ ba là khi trồng thanh long thì mọi người sẽ không cần phải lo lắng đến vấn đề là phải quét lá, tại vì chính mỗi cái thân của thanh long này cũng chính là lá của nó. Các lá của nó từ thuở xa xưa đã tự tiêu biến thành các cái thân gai. Và đây là một đặc tính rất là hay của các ngành xương rồng. Mọi người có thể thấy nó đang cho trái này, nhưng mà nó sẽ cho trái ở dưới chỗ các phần của cái gai này. Các gai này chính là các lá của ngày xưa, nó đã qua quá trình tiến hóa và nó sẽ thành lại như thế này để giảm quá trình thoát hơi nước của cây. Và thứ tư là trái của những cây thanh long này nó chứa rất là nhiều các chất dinh dưỡng rất là tốt cho con người, và nó còn mang lại giá trị kinh tế nếu mà mọi người sử dụng cây thanh long để trồng làm kinh tế. Còn trồng ở quanh khu vườn thì năm nào cũng sẽ có trái ăn hết á, không cần phải kích hoặc là sử dụng các loại thuốc để kích nó ra. Thứ năm là cây thanh long này khi trồng ít có phải chăm sóc và sử dụng các loại phân bón rất là nhiều, chỉ bón phân vào ở các giai đoạn phát triển của nó, như là lúc nó đang còn cây con hoặc là lúc ra hoa thì mới bón phân. Và lý do thứ sáu là những cái thanh long này khi mà trồng ở trong sân vườn của mọi người nó sẽ chiếm không có nhiều diện tích đâu, chỉ cần sử dụng một thân trưởng thanh và cắm xuống đất
khoảng 2-3 năm nó mới lên trên và nó mới mọc ra các cái cây con như kia. Như đây mọi người có thể thấy, chỉ một khúc thân già như thế này thôi, không cần nhiều diện tích, và buộc nó vào trong thân trụ, nó sẽ lên và nó sẽ mọc ra các cái nhánh, một nhánh như thế này, và bên này cũng vậy. Chỉ cần trồng 2-3 thân thanh long già như thế này thôi và nó sẽ phát triển lên trên, chiếm rất ít diện tích ở trong khu vườn. Và cái thanh long này nó cũng giống như một số loài phong lan, thì trên thân của nó có thể mọc ra các rễ để bám vào trong giá thể, và các rễ này nó sẽ tập trung vào hút chất dinh dưỡng ở trên phần vỏ cây và hút nước. Nó không có giống như là ký sinh và hút các chất ở trong cây mẹ, nó chỉ giúp cây bám dính và hướng lên trên thôi. Và cuối cùng, nên trồng thanh long tại vì cái thanh long này rất ít khi bị bệnh. Nếu mà trời mưa quá nó có thể bị thối nhũn thôi, còn lại bình thường. Nếu mà khả năng thoát nước của đất tốt thì khi trồng, cái thanh long này nó có thể sống rất là lâu và cho trái rất là nhiều, không cần phải chăm bón nhiều hoặc là sử dụng các loại phân thuốc hóa học lên trên cây. Và vì vậy, trong khu vườn của mọi người nên có khoảng 1 đến 2 khóm thanh long ở đây để giúp cho có trái mỗi năm cũng được. Và nội dung video mình chia sẻ đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào và tạm biệt của mọi người. Và mình xin đính chính lại, đây là khu vườn của nhà vợ mình. Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video này của kênh mình. Kính chúc tất cả mọi người đang xem video có thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và kênh mình chia sẻ một số mẹo để trồng và chăm sóc những loại phong lan và các loại hồ điệp, giúp cho cây nó phát triển một cách mạnh mẽ nhờ các chất hữu cơ. Và đây là khu vườn của mình, gồm một số loại cây hồ điệp mình cũng hay chăm sóc bằng các phương pháp hữu cơ. Và các cây đang phát triển rất là khỏe mạnh. Mọi người có thể thấy các lá của mình nó phát triển một cách xanh tốt và không hề bị nấm bệnh. Giai đoạn phát triển của một lá của cây hồ điệp thông thường từ khoảng 30 đến 45 ngày, là từ lúc nó mới nhú ra cho đến khi nó phát triển hoàn thiện. Chỉ cần nhìn vào số lượng lá của cây thì mình sẽ đoán được độ tuổi của cây, nhưng mà yêu cầu là cây đó nó phải giữ nguyên toàn bộ lá, tại vì một số cây nó rất là già ở dưới gốc, các lá của nó sẽ rụng đi theo thời gian. Nội dung của video này mình chia sẻ một số mẹo để chăm sóc những cây lan hồ điệp bằng các chất hữu cơ để nuôi dưỡng bộ lá và bộ rễ khỏe mạnh. Mình sẽ sử dụng một quả chuối như thế này. Trong chuối rất là nhiều kali và phosphor giúp cho cây lan hồ điệp nó sẽ phát triển rễ một cách mạnh mẽ. Và để hỗ trợ cho việc lan hồ điệp nó sẽ ra rễ nhanh, mình sẽ sử dụng một ít từ củ gừng này. Và ở những video trước, mình đã nói về các chất dinh dưỡng từ gừng, nó sẽ hỗ trợ và giúp cho lan hồ điệp nó sẽ phát triển rễ và xua được các loại côn trùng rất là hiệu quả. Mình dùng một mảnh gương như này. Và yếu tố chính để nuôi dưỡng bộ lá khỏe mạnh thì mình sẽ sử dụng 20 g khoai tây. Đây là một lá cắt của mình, tầm khoảng từ 15 đến 20 g. Trong khoai tây chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng nhóm A, B, C, các loại vitamin và dưỡng chất
giúp cho lan hồ điệp nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Đây là một cách phối hợp rất là hay, có thể sử dụng chung. Thông thường mọi người có thể sử dụng riêng từng chất đối với cây lan hồ điệp, nhưng mà vì có thể không có thời gian rảnh rỗi cho nên mọi người có thể sử dụng như phương pháp này giúp cho tối ưu được thời gian. Sau khi xây được hỗn hợp thế này thì mình sẽ tiến hành lọc lấy phần nước trong và phần bã mình sẽ sử dụng để chăm sóc các loại cây kiểng.